Erik ten Hag đã biến Old Trafford thành pháo đài một lần nữa khi huấn luyện viên của Man United nhắm đến việc tái hiện kỷ nguyên huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson. Trong những ngày vinh quang của Manchester United của Sir Alex Ferguson, người ta thường nói rằng các đội đối lập sẽ bị đánh bại trong đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu. Ten Hag đã dẫn dắt Man United tới 13 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên mà ông nắm quyền. Trái ngược với mùa trước, khi Quỷ Đỏ không thể thắng 13 trong số 26 trận trên sân nhà. Chiến thắng ở Old Trafford lần thứ 14 đêm nay sẽ đưa đoàn quân của Ten Hag lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng huấn luyện viên người Hà Lan đã cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến hoa hồng thực sự trước kẻ thù cũ là Leeds. Khi mọi thứ ổn định, tỷ lệ thắng của Man United trên sân nhà Premier League dưới thời Ten Hag là 80%. Đó là thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa giải cuối cùng của Fergie vào năm 2012-2013. Tỷ lệ 2,5 điểm mỗi trận của Man United tại Old Trafford trong mùa giải này cũng ngang bằng với chiến dịch giành danh hiệu dưới thời huyền thoại người Scotland. Trước cuộc đụng độ của Man United với Leeds, Ten Hag phấn khởi nói: "Đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi, như là một phần của quá trình đưa Manchester United trở lại với đỉnh cao. Phong độ sân nhà của chúng tôi là tốt. Trên sân khách, chúng tôi cũng có kết quả tốt. Nhưng chúng tôi vẫn có thể thể hiện cá tính hơn nữa và thuyết phục hơn. Đó là bước tiếp theo mà chúng tôi phải thực hiện, để thể hiện cá tính trên sân khách cũng như trên sân nhà. Nhưng tôi thực sự hài lòng với thành tích trên sân nhà. Thật tuyệt khi có sự kết nối đó ở Old Trafford. Nhưng khi chúng tôi chơi trên sân khách, rất nhiều người hâm mộ sẽ theo dõi chúng tôi. Nó hứa hẹn sẽ là bầu không khí cuồng nhiệt khác tại Old Trafford cho chuyến viếng thăm của Leeds trước khi Quỷ Đỏ hành quân đến Elland Road vào Chủ nhật." Ten Hag biết sự cạnh tranh lịch sử của hai đội. Ông nói, đó là trận đấu của những bông hồng, đây chắc chắn là một trận đấu lớn ở vùng này của nước Anh. Chúng tôi có những đại kình địch như Manchester City và Liverpool, nhưng đối với người hâm mộ của chúng tôi, trận đấu với Leeds cũng có ý nghĩa rất lớn. Các cầu thủ của chúng tôi nhận thức được điều đó và biết phải làm gì. Man United phải đối mặt với một câu lạc bộ vừa sa thải huấn luyện viên Jesse Marsh với Chris Amars, trợ lý huấn luyện viên của MU dưới thời Ralf Rangnick, hiện đang tạm quyền. Ten Hag đã cảnh báo rằng khi đã chuẩn bị cho một kiểu đối thủ nhất định dưới quyền Marsh, phe của ông phải cảnh giác với một cách tiếp cận khác. Một trong hai trận thua duy nhất của Man United kể từ trận thua derby Manchester trước Man City vào ngày 2 tháng 10 xảy ra khi Aston Villa vừa bổ nhiệm huấn luyện viên mới người Tây Ban Nha là Unai Emery. Ten Hag cho biết, khi Jesse Marsh ở Leeds, cách họ chơi rất rõ ràng, bây giờ có thể họ sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ chỉ tìm hiểu trên sân, nhưng chúng tôi cần dự đoán tốt cho điều đó. Ví dụ, dự đoán tốt hơn so với trận gặp Villa. Sự khác biệt khi Emery đến là họ có một tuần để chuẩn bị và giờ họ không còn nhiều thời gian như vậy. Chúng ta sẽ thấy họ có thay đổi gì không, nhưng chúng ta cần phải chủ động. Ten Hag không đồng ý với việc sa thải Marsh, khẳng định rằng những thay đổi như vậy hiếm khi mang lại kết quả tốt hơn trong bóng đá. Ông nói, thật buồn nếu như một người quản lý, một đồng nghiệp bị sa thải. Nói chung, tôi không tin vào điều đó, rằng bạn sa thải một người quản lý và nhận được kết quả tốt hơn. Hầu hết thời gian là nó không hoạt động. Hãy để người quản lý hoàn thành công việc của họ và đánh giá tốt. Nhưng áp lực rất cao với những người đưa ra quyết định và họ sẽ thay đổi. Nhưng nếu bạn nhìn vào sự thật, thì hầu hết thời gian nó sẽ không diễn ra tốt đẹp. Chắc chắn không có dấu hỏi nào về vị trí của Ten Hag và ông khẳng định rằng mình sẽ gắn bó lâu dài với Manchester United. Ông nói, tôi luôn nghĩ về lâu dài để xây dựng văn hóa, xây dựng cách chơi để phát triển cầu thủ và phát triển đội bóng. Về lâu dài, cả về hợp đồng và thời hạn chuyển nhượng, bởi vì tôi nghĩ đó là cách để có thể thành công. Tôi không ở đây trong một năm, tôi ở đây lâu hơn. Tôi coi đây là một dự án dài hạn để xây dựng ở đây và nó kéo dài bao lâu thì tôi phải xem xét. Hôm nay, bạn không thể nói được điều gì.